Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại trên nó mình. Mình là Biosugi đây thì hôm nay mình sẽ chơi giờ hình siêu phẩm một skin mới ra đến từ Riot và cũng như là ở trên sân Việt Nam đã ra mắt rồi anh em ơi. Đấy. Siêu phẩm nhìn là biết chất chơi người giờ rồi. Ok. Hôm nay mình sẽ cầm là giờ hình đi ADC cùng với đó là support Torres. Ê quá. Đầu phẩm không ổn rồi. Và mừng cái ngày mà skin siêu phẩm ra thì phát chết hai con. Skin siêu phẩm ra thì nó để mày từ đâu đã. Trời ơi nửa cây. Nó để cho làm lính siêu phẩm luôn em. Rất là đẹp. What the hell, mình đã giúp thằng kia nhiều gì rồi mà nó vẫn bị quái rồng đánh chết kìa. Nó bị ngu bập bẩm sinh nè. Lúc đầu mình thọt hai con nên giờ cách nó lên chậm quá anh em. Ok chưa lên level 2 luôn. Ok bùm quá phờ. Và nếu như anh em xem video này và cảm thấy kích anh em mày bắn thằng này luôn. Ơi mày bắn cái chiến thứ 4 vô thằng con quái đó nhá. Sạc sorry bye bye. Hồi máu thằng kia chậm rồi. Chậm mất nhịp. Mà không sao, để mình ăn. Mình cân hàng này. Để mình cân hàng này luôn. Nấy liền. Để mình cân luôn. Fuck. Rồi luôn. Mình rất là sorry với bạn Torres tại vì mình hồi máu khá là trễ. Hay. Cảm ơn. Thank you. Mặc dù mình hồi máu cho nó khá là trễ thì chết tại mình nhưng mà nó vẫn khiến mình hay. Và nếu như anh em cảm thấy video này kích cho anh em xem thì cũng như là thấy hay thì anh em hãy đừng quên nhớ bấm like cho mình nha. Cũng như là hãy đăng ký kênh mình, ủng hộ kênh mình là 100k sub nha anh em. Để mình nhận nút bạc từ YouTube. Ý, về nhà treo liền anh em. Đi, mày ngáo quá à, Giê-xu có thư độ. Ô, Giê-xu mày dịch chuyển. Mày đừng đánh quá nữa, baby. Đừng đánh quá nữa. Ở mình farm. Anh em có thể đạn ủi giờ hình siêu phẩm rất là đẹp luôn á. Ủa, trúng hả? Lộn đi đâu mày. Ê, bắn trúng quái. Lộn đi đâu. Mình để rất là lâu rồi chưa đánh lại IDC nên cứ click chúng quái hoài luôn. Không quen đánh. Ghê. Nó skin Torres ghê anh em. Ghê vãi kiểu kinh thiệt. Chúng kìa, mình đã biết để dành cái W rồi. Thôi bỏ đâu. Torres cứ kéo chúng lại chơi cái kiểu này rừng găng lại xác định anh em. Rừng nó găng lại. Trời cái đầu đen ông này phá lính nữa. Mình farm đã ghê rồi, ông phá lính nó sao mà farm đây. Team lên full tăng đi cho mày bắn súc vật này. Anh em coi cho chiêu thường nè. Hui, ôi đạn siêu phẩm nhìn là biết đẹp rồi. Tôi né, bắn cái gì? Thôn tôi rốn luôn nè, thằng gì găng vậy? Cảm ơn, thanh kiều về đi mất, correct luôn em ơi. Mày sao mày? Làm sao? Anh em có thể thấy chú E nó nổ rất đẹp anh em à. Chú E này nó nổ. Nhìn Ho hề lé gì đậu đi quên mất. Trời. Khoán xe không à. Ông tàu đấy tổng phá lính đúng không à. Đâu phát. Fucking world shit. Ê sạc. Hấp chó rồi.
Mày ghê đấy. Ông Tret. Đừng có đánh lính. Toàn phá lính. Đừng có phá nữa. Mình đang farm ổng cứ quy rồi ổng cứ e rồi đánh thường nữa, tùm lum tùm la không farm được. Đang farm mà mẹ cứ đánh vào lính. Farm toàn hụt. Đầu đen đó. Ức chế là phải xảy giận rồi nè. Anh em có thể thấy phút thứ 7 là anh farm được 29 con. Mẹ. Ức chế. Tôi ta farm năm mấy con rồi. Xanh thì xanh đó nhưng mà farm thì như cứt thì... Trận này cũng như đi tông thôi. Tôi không farm đợi đánh lấy năng lượng thôi, đợi nó lấy năng lượng gì bay nội. Cái ngoặc này sân thật là lấy máu mà quách đầu phát năng lượng bê. Con này chắc nó tập sụp bò anh em ơi. Phát lấy năng lượng. Chưa bao giờ nó thấy tàu rết đánh thường rồi để có năng lượng đó nha. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ nghe. Né né né. Kêu đi mày, kêu đi mày, correct thôi. Correct thôi mày, correct thôi mày. Ôi hụt luôn. Tàu rết mình kỳ biểu nó không đánh lính là nó không có đánh lính thiệt luôn á trời. Nhiều lúc mình farm hụt thì nó cũng phải farm giùm mình chứ. Thằng này nó sụp bọt gà thiệt. Hay quá. Bọt farm ngu người nhưng mà được cái kiểu hay á, đỡ lại được phần nào. Này thì trời ông phá lính nữa không thấy không. Này thì còn máu chạy đi để tôi bắn chưa. Quá học quá hay. Quá là kinh khủng. Hey, ok, nga sự, về rồi. Biến về đây mày, biến về, đặt cái gì đây? Con bò à. Wow, nói chung là hiệu ứng biến về đó con không có gì đặc sắc lắm em à. Nói thật hiệu ứng biến về của con vợ sư phẩm này cũng không có gì đặc sắc lắm. Vậy đi sư phẩm thì nó có chiếc xe biến về nhìn khá là chắc chơi người dưới. Còn Vi thì mình chưa test, Vi mình chưa có thử. Ở chừng này mình test Vi thử luôn anh em. Thêm 28 con mấy rồi. Delicin nào. Lily bị chết rồi. Anh em nào thấy hay nhớ bấm like nha, thank you anh em rất nhiều. Và hãy chụp like, hãy đăng ký kênh mình nữa. Xin chưa có rồi nên đánh rất là chắc cú. Mày chơi không mày? Nghe nói mày 1-4 đúng không? 1-4 đúng không mày? Kiểu cái gì em ơi? Kiểu hộ cái. Ôi nó cơ quỳ rồi. Bớt nhây. Bùm, phèm khá là chuẩn bài. Kéo đi mày. Tao lách, tao bật tool lên tao chớ mày luôn. Này. Đấy, chạy về. Skill cái đấy. Ủa, hay gì ba. Kiểu kinh nè. Vậy nè nó không lấy được 1 năm luôn rồi. Ok băng trụ luôn. Băng trụ luôn à, nó không có thằng tao thấy là nó không có muốn băng trụ đây mà. Rồi, tao băng mạng rồi. Đây mình đang bắt đầu lấy lại cái lợi thế. Nãy giờ cái mất éo đầu lấy trời. Ok. Tao thấy này được cái kiểu hay à. Còn cái cover nó thì làm tròn một trách nhiệm một phần nào đó thôi. Còn cái fan của nó thì phải nói là dư xích luôn. Nó không có biết cover mình fan.
ức chết rồi. Ok, cái này có vẻ là ngon trip đây. Tôi lên level 9 nè, quyết định gắn từ Torres rồi. Torres level 7 rồi, lướt là lướt rất kính từ Yesu, nó kéo không được. Rồi luôn, rồi luôn, rồi luôn. Yesu lướt rất kinh luôn. Yesu lướt rất kinh. Trời, đi lên level 1 cái lao. Muốn bỏ con mẹ nó game rồi. Muốn bỏ cờ mồi nó game rồi. Tôi cứu hai đứa đấy. Thằng kia bị quá đánh chết với vải lòng. Còn thằng Torres thì bị Blitz kéo. Unbelievable thì. Tôi đúp chưa, tôi đúp chưa. Tôi đúp chưa. Tôi cứu ông. Tôi cứu. Ok. Né. Trời trận này gánh tem anh em ơi. Mẹ quái dữ, quái dữ. Và anh bản mình đang mang cho giờ nó là bước chân thần tốc nha anh em, đánh một cái để nó tăng tốc chạy và cũng như là hồi lại máu một phần như mình nào đó. Cái này cũng giống như là cái quần huyết chiến tướng hồi bữa, rất là bá đạo. Thường thì bữa mình sẽ mang lửa tứ thần cho giờ hình này, nhưng mà mình thích mang cái này vì nó chạy nhanh vải lòng. Blitz lên kia rồi. What the hell, what the hell. Torres đi găng đi. Torres đi găng đi, mình không có cần nữa. Tại Blitz nó ở trên kia rồi. Găng rồi, nè 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 nè, vô luôn nè. Đúp chưa tới nè. Lấy tốc chạy coi. Trời ơi, liên quan có mấy cái láo mù bắn nhau thiệt chứ. Úi rồi ôi, úi lách nè. Bây chủ bích luôn, top thì để nó tự lo đi anh em. Kéo lại chơi luôn nè. Ý chó, ốc chó rồi, ốc chó rồi. Hay quá. Để lóc con chủ thấy ngu người rồi. Trận này ngéo thôi. Chối đó mày. Mày xong rồi đó. Đậu tường gió. Cái đậu tường gió. Tường nè. Tường nè. Tường hộ cái. Đúp chưa tới, đúp chưa tới nè. Đã sờ trước một kia rồi. Trụ bắn, trụ bắn. Né ngu người. Thank you. Né 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 né. Gần trúng rồi. Mang chủ đi ghê ơi. Trời ổng yếu rồi. Rồi ăn chủ, ăn chủ. Ok. Ê ê ê ê. Mày ngáo à, mày ngáo à. Tao trông bớt ngáo nè. Bớt ngáo đi cưng. Xúc nó. Xúc nó. Né liền. Ủa cảm ơn. Bớt ngáo nè. Bớt ngáo nè. Mày sao mày, mày sao mày. Mày sao mày. Ôi tóc biến hơn đó. Nó cho hồi máu từ vay nè nữa. Mình cái gì mỗi mà cần hết. Ê. Sạc. Thôi về rồi anh em ơi, mình về rồi, mình không về này rồi. Mình không có muốn ngu người. Về 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 về. Rồi luôn. Thôi cái này cứu bằng niềm tin rồi. Về 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 về.
bấm. Giết nó. Cố gắng đi, cố gắng đi. Cố gắng đi. Được rồi. Ok, mình sẽ lên như này. Vô cực kiếm đây. Vô cực kiếm đây. Vô cực kiếm mà chắc chơi người dơ luôn em. Trời ơi, đem ơi là đem luôn. Cảm ơn. Hồi nãy mình nên bán cái này để mình lên thẳng cái vô cực uống hơn. Ngu thiệt. Bán cái này lên vô cực là chắc chơi rồi. Quét quét cây vô cực ra bắn từng thằng thằng từng thằng. Mày lúc không mày. Rụt nó mày. Mày có lòng với từng gió phắc. Quá dữ luôn, trận này đánh quá dữ luôn. Nè đây nè, nó nè, đặt bẫy đây nè. Bẫy đây nè. Chó rồi, ốc chó rồi. Chó rồi. Giờ không ai cần, giờ không ai cover cho mình đánh là kẻ một lời vấn đề đó em. Đây là kẻ một cái vấn đề đấy. Ủa chúng gì kia rồi. Ảo diệu. Bùm. Bắt nào đây. Tụi mày rụt tùm lum quá. Ok. Trời ơi, tóc biến đập mặt vô tường nữa. Cạn lời, cạn lời, cạn lời. Mày kéo hả mày? Mày kéo hộ cái. Còn bóng chạy luôn đó sao? Kéo. Kéo này. Đầu phòng trường gió nữa. Vây nè nè. Vây nè nè. Nè nè. Vây nè nè. Trời ơi, đứng, đứng kìa, đứng kìa. Vào đây mày. Trời ơi, thổn tao rốn luôn. Chết. Fuck. Ok. Mình ăn blue rồi. Top thì chạy nó thì mất hết quá rồi. Top thì top thì duy đó thì chuyển rồi, tele lên, tele 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 đi. Ok, tele lên đi rồi. Cho tới con một con luôn đó. Cho tới đây. Cảm ơn. Mình nhà lên vô cực em ơi. Mini đó hiện tại đang rất phế nhưng mà về lay thì chưa biết sao, tại vì về lay nó rất mạnh. Rồi mình sẽ lên gì đây, cái gì đây, cái gì đây, nó đã biết liên thăng đi, tăng cái tầm đánh lên. Baron 5 giây nữa nè, xúc luôn. Và những ai đã xem ở đây và chưa like cho mình thì hãy cho bấm like cho mình trước khi tiếp tục xem video nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Lại đánh kìa. Chưa có AD mà đánh cái gì. Đỡ tôi. Lướt nè. Ôi chưa chết. Kiếm mà mày. Quá tuyệt vời. Để xin chiếc một kill luôn. Để thẳng mít luôn này. Gì ngu và cờ. Không phải xỉ nhục đến từ Red. Chủ luôn. Chủ luôn. Ok, xuống bot nào. Ôi được rồi anh em ơi, tôi còn muốn ăn Tết. Mình cũng muốn đón Tết anh em mà.
trụ nè, anh em cứ chạy đi đâu vậy? Cái trụ không ăn. Cái trụ không ăn nè. Đấy, trúng một cơ, trúng một cơ. Lên 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 lên. Vini đâu, Vini đâu, Vini đâu. Ý, không chết con nào luôn. Ý. Ui, trúng rồi. Mày sao mày? Hit and run. Hit and run. Hồi máu không kịp xài luôn. Fuck. Ngu người thiệt rồi. Hồi máu không kịp xài luôn em ơi. Rồi luôn, thằng này làm gì đây? Mẹ nó fit 3 năm. Trận này trận này Lee Sin với sẽ bỏ đánh khá tốt rồi nè. Tâm phạm tí nè, ghê mạnh như vậy mà ổng chơi kìa, ổng thích kìa. What the hell, kêu tập combo à? Vô phòng tập mà thử với ai là thử trận đánh thường. Ui hay đấy, Vini tỉnh đấy, nhưng mà tỉnh được không? Đấy quỷ không trúng. Đấy, thằng mặt nồi với mày lên đây. Thằng xúc vật này nó mới giết tao. Mẹ. Giờ mình thờ mình gặp nó mình bắn nó sắp mặt lờ đây. Đó, tại nó mình chưa có mua đồ. Nó chém mình như con vậy á. Mình mua đồ thôi, bắn một cái là chết luôn á. Đây nè. Hai bút à. Hai bút à. Khó rồi đó. Bà tổng khó đây. Khó này. Khó này. Ôi bắn W hụt rồi chạy. Bắn W hụt là thấy không ham rồi. Ê. Ok. Trả thù liền. Trời tên tôi. Yeah là yeah. Như anh em đọc là dâu e, dâu e, nhưng mà mình thích đọc là yeah. Yeah. Phúc. Bật tay lên đây kìa. Yes who. Yes who nè. Cứu tôi. Ây. Không đi nó bé. Trời còn cái này không muốn luôn. Mẹ quỳ lướt e đã chung cái tường. Bãi cứt thanh niên Torres sao cái này không bút rồi cũng không xài luôn. Jesus nó chém mình như chém con vậy á. Đợi heo mẹ. Dù khi gặp sụp bọt đánh kéo thì tốt, nhưng mà cái tội hổ béo không có vợ ở đây cả. Bãi này luôn. Thiếu tiền nhưng mà mua cái này thì vẫn đẻ hơn. Chỗ có 500 đêm. Rồi. Cái đồ mé. Anh cứ bình tĩnh nào. 517 đêm. Trời ơi, đêm ơi là đêm 500 mấy đêm. Đêm như hắc 500 mấy đêm. Ồ hay. Tuyệt vời đấy. Tôi lên nè, tôi bắn hết nè. Cover thôi, cover thôi. Ôi tuyệt vời. Ai đời bốc hơi luôn em ơi. Đúng rồi. Đồ phát từng gió. Đồ xanh. Còn kéo thằng Lily vô thì Jesus mất cái từng gió. Thì mày đỡ làm sao đây. Này thì chiếm hết. Jesus mất cái tường gió thì nó phê chắc anh em à. Mình bắn rất đau luôn mà không còn tường gió thì đỡ thì sao đây.
quá xa lầm rồi. Ui chạy, chạy nè cứu. Ôi giời ơi, gió rồi, tay mới ra rồi, ráng ăn cái trụ này xong rồi về. Chưa ăn được cái trụ luôn. Ok ok ok, trời bên này chứ một kiêu kì. Bảy mươi phần trăm credit anh em ơi. Trận này mình đã vô tình về cũng đã sơ ý là 100% credit luôn nè. Đấy, giờ là 100% credit luôn. Mua cái này trước đã. Mình sẽ lên tiếp cái món credit còn lại. Nhưng mà chưa cung xanh. Thôi team nó còn không có dép nhiều. Cung xanh không còn lắm. Anh chi mạng tự. Ok, mình sẽ mua cái dao điện hoặc là cái ma vũ. Tí nữa về chọn xong. Mình nghĩ là dao điện đó, đáng cái chết luôn. Ma vũ thì chưa biết. Xuyên từng gió, ui. Cái W không xuyên à, trời ơi. Trời mẹ ơi, gần chết luôn kìa. Mẹ ơi, trời. Mày nè. Quá dữ. Quá dữ. Trời ơi. Bắn như bắn chuối. 100% crit sức mạnh là đây sao? Quá dữ. Chạy nè. Một bắn. Ê, gì anh về. Gì nè. Ui bắn lộn bắn lộn vô lính. Búp. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Ok, GG về, tạm biệt em, hẹn gặp lại anh em vào video lần sau. Bye.